Như báo Người Lao Động đã thông tin, chiều ngày 5 tháng 4, tại ngã tư Võ Chí Công và Xuân La, một ô tô 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu Kia, biển kiểm soát 29.083.20 bất ngờ lao với tốc độ cao, đâm vào hàng chục xe máy đang lưu thông tại ngã tư khiến xe máy nằm la liệt và nhiều người phải đi cấp cứu. Ô tô điên khúc hàng chục xe máy đang tham gia giao thông với tốc độ rất nhanh, đâm vào hàng loạt xe máy đang đi trên đường. Còn chiếc ô tô là phần đầu, anh T kể. Xe điên khúc bay hàng chục xe máy đang lưu thông. Tài xế nói với tôi, cho rằng do hỏng phanh dẫn đến sự việc này. Tài xế Hoàng Hồ V xuống xe sau khi gây tai nạn cũng tại hiện trường. Một người phụ nữ đi đón con tại đây vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi khi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc. Theo người phụ nữ, chiếc ô tô có dấu hiệu vượt đèn đỏ. Tôi đến đây đón con đi học, lúc đó học sinh bắt đầu tan học nhưng rất may chưa sang đường vì đèn đỏ. Chiếc ô tô cứ thế lao vào dòng xe máy rồi kéo đi. Người ta la hét rất nhiều, cũng bấm còi inh ỏi vì sợ. Hơn chục chiếc xe máy bị kéo đi, nhiều người nằm dưới đất, tôi không dám nhìn nữa vì sợ, giờ nhớ lại vẫn còn run. Thấy hai bị thương nặng, xe cấp cứu cứ chạy tới chở theo nhiều người, giờ tôi chỉ biết cầu mong mọi người bình an vô sự, phụ nữ nói. Hiện trường chiếc xe máy nằm dưới đất sau khi bị ô tô điên đâm, một số người cho rằng có thể bị mất phanh, tài xế hoặc nhầm chân ga vì xe lao vào dòng người đi máy đang di chuyển. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Lúc 6 giờ tối, cùng ngày 54, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực này. Nhiều ô tô vẫn chưa được để lại. Hiện trường vụ xe điên tông 17 người. Xác minh, điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, chiếc xe điên mang biển kiểm soát 29083.XX do ông Hoàng Hồ V làm chủ. Điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô anh V chở vợ vừa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội thì va chạm với 17 xe máy khiến 17 người bị thương. Hiện vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.